đây để cho mỗi năm con được đến đây để con thăm các cô các bác. Mỗi năm con là hết tuổi thú quá, hết tuổi rồi chưa? Chưa. Có gì vậy là má quên nó rồi, để con nhắc lại. Ba con nhớ đó rồi. Rồi con nhắc liền. Bây giờ còn mấy ngày nữa. Vậy con nhắc là ngày làm gì lắm nhớ mỗi năm về thầy. Rồi hôm nay hoặc là sáng ngày mai dẫn nào không có cái gì hết rồi con trai. Hết rồi đó. Cô là coi như cho lập máu hết trơn. Còn cô là chung rồi để con nói thì ba con dặn dò thì con tự đó. Dạ, cái dạ, ba con ra đi thì cũng phải mỗi năm dạ. Sớm về thăm các mẹ thôi. Dạ. 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 Đi, đi, đi. Bữa nói nhớ nhắc Hương chụp hình về mùa 1 Tết gì đó gửi hình cho. Dạ. Chị có nghĩa là mùa 1 Tết là khi mà chị lên viếng mộ chị gửi hình cho em. Pin đi chưa? À, chào cô ha. Dạ, chúc mừng. Lễ nha. Dạ. Đi đi cô ha. À thẳng mà cứ con hy vọng là mình duy trì cái này là khoảng 20 năm nữa. Dạ. Đâu mình sống thoải mái mà đâu bây giờ mấy bác đâu suy nghĩ đâu, đúng không? Giờ mình nằm ở đây mình cứ không khí trong lành, không khí sạch sẽ, mình sống khỏe rồi. Dạ đúng 20 năm ba vỗ tay ha, 20 năm. Bà đáng 100 mấy, 100 đúng rồi, 100 mấy. Hóa tráng rồi, hóa khỏe luôn rồi. Từ ngày gặp bác mùa mấy hôm nay cũng vậy à. Bà má lúc nào cũng vậy đó, bác hôm nay là thay mặt ba. Ba, thay mặt ba đến đây chúc Tết với cô. Ba, 20 năm á. Má cũng 20 năm hả? Má 100 tuổi, 90 tuổi. Rồi. Phép với cô về ha. Rồi, chào. Yeah 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 trời yeah đó. Chúc ông mạnh khỏe nha. Chúc sự khỏe mạnh mẽ. Cảm ơn. Chị Hiền nói nè, chị Hiền cầm quá gia đình không mà. Anh xin thay mặt cho các thành viên của giáo đạo hả? Gửi thơ đến gia đình. Cảm ơn gia đình. Và cũng nhân dịp này cũng cầu chúc cho toàn thể gia đình mình luôn luôn khỏe mạnh an lành và chuyển tới những cô bác coi những gần gũi mình. Lời cầu chúc tốt đẹp nhất của các thành viên của giáo đạo chúng tôi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn qua chị lão bên hội sân khấu, cảm ơn gia đình, cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe nha, đi chăm lo cho các bác nha, đúng không anh á, cùng một cái soạn giả nổi tiếng từ Nam mà nè, đã luôn mà. Rồi cảm ơn ha, chúc ba bác ăn Tết vui xuân nha, ráng mạnh khỏe để đi với con, đi dắt các con vô nhớ nhớ, ráng khỏe lên ý là má nói là hai trước hai mấy em lịch là má chuẩn bị lo hết rồi đó, má lo chú đáo cho mấy cô hết á. Dạ đi nha, cảm ơn cô, chào mấy cô. Chào mấy cô, chào các con nha. Đi con chứ. Con đây nha, chào mấy cô. Năm nay quá tốt rồi. Về điều gì cô ha? Dạ. Về điều gì ha? Tốt như thế nào cô ha? Dạ. Cũng như là tốt là về cơ sở vật chất của mình được mọi mặt. Dạ, ăn ở. Rồi có vật chất người đủ thứ hết, mình thấy vui vẻ phấn khởi rồi. Dạ. Mấy năm trước thì thấy buồn lắm, năm nay có nhà mới khang trang rồi có những tài danh lợi thân mình rồi chơi quà còn gì bằng. Qua đó mọi người có đến thăm không cô? Có chứ. Dạ. Dạ. Có mấy người kia thì chưa đến, đến trước rồi, đến trước rồi. Như là Bạch Tuyết, rồi Thủy đây đó, có người đến trước, có người chưa đến, và cặp mắt cô
anh chị. Cô thường á thì Tết á, mùng 1 mình làm gì hả cô? Đâu có làm gì đâu. Ở đây cũng có nấu đồ ăn, đồ thịt, đồ như ăn Tết vậy đó. Cho nên người ta có nấu rồi, người ta múc cho mình. Yeah. Mình khỏi làm việc trên. Yeah. Yeah. Người nào thì có gia đình thì về nhà đốt nhang, ba cái nhang rồi trở vô đây chứ. Ở nhà cũng buồn nữa. Vô đây nó vui. Yeah. Là mấy cô ở đây chơi với nhau. Dạ, yeah, ở đây chơi với nhau nói này nói nọ vậy đó. Nhắc lại những hồn mình đi hát chung là gì rồi vui buồn thì em mới vui, chứ còn ở mà ở nhà chắc buồn lắm. Má Tiểu, Tiểu đi quý hồng anh. Dạ. Hỏi mấy cô nha. Xong đây đi bộ quá vui. Sáng tôi nói rồi, đó là hôm nay đến dưỡng lão cho các nghệ sĩ vừa các cụ và bạn ba đó chúc Tết. Và sau đó gia đình sẽ đi hết về mộ ba để lo cho ba kiểu lau chùi với thắp nhang, gieo hoa. Lại Bình Dương đúng không? Không, ở Phúc An Khang, ở Phúc An Viên, Phúc An Viên quận 9, quận 9, nằm ở Phúc An Viên quận 9, gần đây à? Từ bên chỗ Nguyễn Xiển. Anh đầu năm anh có đi khảo mộ ba. Đi chứ. Có gì tao gửi ảnh cho tụi em xin quý nhân. Ok, hát anh nha. Dạ, cho anh gửi ảnh nha. Đầu năm là trước Tết chứ? Dạ không, nó thường sao là mùng 1 Tết đúng rồi, mùng 1 Tết luôn. Có làm luôn hả? Làm báo luôn hả? Dạ được, nếu mà đi thắp hương hoạt động nghệ sĩ đầu năm á. Ồ vậy hả? Ồ quá. Cái có gì cho em xin. Đúng rồi. Rồi sao em nhớ làm sao nha. Rồi anh qua Tết rồi đi làm cái cầu nha. À dạ. Làm cái cầu cho ủ quê ba anh. Vĩnh Long. Vĩnh Long là cái trường kế ủ miệng ba nè. Xin chào á, chào. Trời, cảm ơn chị nha. Con xin phép về, giờ con đi lên mộ ba. Vậy hả? Bây giờ là lên là dọn dẹp này nọ. Bây giờ bắt đầu vào mộ của mẹ. Cứ lên thăm ba ngoại, chị ở nhà là con.